Trưởng toán công tác thu hồi xác tại địa điểm rớt máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia cho biết là các nhà điều tra phải đình chỉ công tác trong ngày thứ Năm vì lo ngại cho sự an toàn của họ. Ông Peter Jeff Alsberg nói nhóm của ông thất vọng vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ông lên tiếng sau khi Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói chiến sự giữa phiến quân thân Nga và lực lượng Ukraine ở gần hiện trường đã khiến cho công tác tìm kiếm thu hồi không thể được tiếp tục. Thủ tướng Rutte nói công tác này sẽ được tiếp diễn sau khi Ukraine được ổn định hơn. Trước khi rời hiện trường nơi xảy ra tai nạn, các nhà điều tra thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã nhờ tới sự giúp đỡ của người dân ở các làng kế cận. Chuyến bay MH17 với 298 người trên tàu đã bị bắn rơi hôm 17 tháng 7 ở gần thành phố Donetsk, cứ địa của quân nổi dậy thân Nga. Không có ai sống sót trong tai nạn này.